Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tuyên bố chấn động, chủng coronavirus mới sẽ bám loài người vĩnh viễn. Cần hiểu rằng loại virus này không xâm nhập vào loài người chỉ riêng hôm nay hay là cho đến mùa hè, cho đến mùa thu. Nó đến và ở lại trong nhiều năm, thậm chí có thể là vĩnh viễn. 70% cư dân thế giới sẽ bị nhiễm bệnh do chủng virus corona này. Chuyên gia virus học Vitaly Zverev chỉ ra rằng, thậm chí số người tiềm năng nhiễm virus corona có thể nhiều hơn, theo những đánh giá khác nhau. Song COVID-19 sẽ bám lại mãi mãi với chúng ta, Vitaly Zverev khẳng định. Virus corona sẽ ngủ vào mùa hè và tái hoạt động từ mùa thu. Trước đó, Science Alert dẫn bài của Business Insider cũng đưa ra thông tin, các chuyên gia nghĩ rằng có lẽ sẽ trở thành một phần vĩnh viễn trong nhóm virus hô hấp ở người. Amesa Danja, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, Mỹ, nói điều này sẽ xảy ra với chúng ta trong một thời gian. Virus gây ra căn bệnh gọi là COVID-19 có biểu hiện lâm sàng là sốt, ho và đôi khi bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều từng bày tỏ sự lạc quan về thời tiết mùa xuân sắp đến, vì hơi ấm có thể cản trở virus lây lan theo cách tương tự như cúm theo mùa. Đó có thể là một trường hợp, Adanja nói, nó có thể giảm tần tốc độ lây nhiễm, để bạn có thể có thời gian để tiêm vaccine. Nhưng điều đó không có nghĩa là virus corona sẽ biến mất vĩnh viễn. Ngay cả khi virus corona trở thành loại virus theo mùa, nó sẽ không đi đâu cả. Nó có thể ngủ vào mùa hè và trở lại với loài người vào mùa thu và mùa đông mỗi năm, chuyên gia nhận định. Chúng tôi biết virus đường hô hấp rất theo mùa, nhưng không độc quyền, William Sattner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, nói với CNN. Người ta sẽ hy vọng rằng mùa xuân dần dần sẽ giúp loại virus này rút đi. Chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó, William Sattner bày tỏ. Sống chung với virus corona. Bốn loại virus corona khác ở người đã là đặc hữu trong dân số toàn cầu. Tất cả đều theo mùa và chúng thường gây cảm lạnh thông thường, mặc dù mỗi loại có thể gây viêm phổi. Theo Adanja, virus corona mới rất có thể là loài đặc hữu hiện nay, một thành viên của câu lạc bộ virus corona, xuất hiện mỗi năm. Virus hô hấp là theo mùa vì nhiệt độ mát hơn, giúp làm cứng lớp phủ giống như da bảo vệ bao quanh các hạt virus khi chúng ở trong không khí. Một lớp vỏ mạnh hơn, cho phép chúng tồn tại đủ lâu trong không khí để di chuyển từ người này sang người khác. Virus cúm sống sót tốt hơn ở nhiệt độ khô, Mark Amanda Simon S., nhà dịch tễ học tại Đại học Wisconsin ở Milwaukee, nói với Business Insider. Nhưng tất nhiên, bán cầu Bắc và Nam không trải qua cùng một mùa cùng một lúc. Vì vậy, một khi Trung Quốc và Mỹ thấy thời tiết ấm hơn, các quốc gia ở Nam Mỹ và châu Đại Dương sẽ bước vào mùa đông. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, Mỹ đầu tháng 3 đã báo cáo trường hợp đầu tiên có thể xảy ra đối với virus corona lây lan cộng đồng ở Mỹ đối với một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ở Sacramento, California. Đó là một cái gì đó được thiết lập trong cộng đồng, ông nói. Adanja nói thêm rằng một số chuyên gia y tế công cộng đã nghi ngờ rằng một số trường hợp virus corona ở Mỹ đã bị bỏ qua vì chúng giống với các bệnh theo mùa khác. Có khả năng lây lan cộng đồng các trường hợp nhẹ đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, xen lẫn với các trường hợp mùa lạnh và cúm, ông nói. Quay lại với Vitaly Zverev, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh COVID-19 đã có tính chất đại trà, số lượng người nhiễm bệnh sẽ cao hơn, tuy nhiên tỷ lệ tử vong do nhiễm virus corona sẽ thấp hơn. Tỷ lệ tử vong không phải là 5% mà ít hơn so với bệnh cúm thường. Và đây là căn bệnh nhiễm trùng mà chúng ta sẽ sống chung, giống như với bệnh cúm, nhà khoa học nói thêm. Ha ha ha,